Thay vì cắt tóc bằng các công cụ truyền thống như kéo, tông đơ, anh Nguyễn Trọng Dầu, chủ một tiệm cắt tóc tại quận Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, lại cắt tóc bằng lửa. Anh Dầu cho biết để có thể sử dụng lửa cắt tóc cho khách hàng, anh đã phải trải qua quá trình học hỏi và luyện tập rất nhiều trong suốt những năm qua. Anh bắt đầu cái ý tưởng này từ khoảng 4-5 giờ trước. Tại vì vô tình anh coi một cái clip ở trên mạng, thấy được cái clip cắt tóc bằng lửa. Thì anh áp dụng vô cái thực hành của mình, anh làm cho khách. Thì bình thường thì cái tóc người ta cắt, người ta chỉ cắt được một kiểu thôi. Có nghĩa là khi mà người ta cắt bằng lửa, người ta chỉ cắt đúng cái kiểu đó. Còn mình là áp dụng nhiều kiểu trên cái tóc. Thì nó có khó khăn vậy là khi mà mình dùng lửa, mình không biết là mình phải dùng bằng cái gì. Thì mình cũng tìm hiểu, thì mình áp dụng là từ còn và keo. Thì hai cái này nó sẽ cắt, nó sẽ không áp lên tóc, về nó dễ xử lý trên tóc. Vì khá mới mẻ và cũng có phần mạo hiểm, thế nên trong những ngày đầu, loại hình cắt tóc bằng lửa này chưa được nhiều sự đón nhận từ phía khách hàng. Anh Dầu đã phải nỗ lực chứng minh tài nghệ của bản thân bằng cách đem nghề cắt tóc bằng lửa tham gia nhiều cuộc thi. Và rồi, những cố gắng ấy cũng được mọi người dần đón nhận. Đầu tiên mình áp dụng trên đầu giả. Có nghĩa là khi mình làm thuần thục rồi thì mình mới dám làm trên tóc thiệt được. Tại vì trên tóc thiệt thì cái chất tóc là keratin nó sẽ cắt dễ cháy hơn. Lúc đầu thì anh cũng dùng nhiều. Lúc đầu thì mình cũng dùng nhiều loại quá chắc để mình cắt thử. Khi mình dùng còn kết hợp với phấn thì hai cái này khi mà kết hợp lại thì nó sẽ không cháy áp lên tóc. Còn dùng hộp quẹt á. Hoặc quẹt là mình chỉ dùng những cái phần tóc khung của phần tóc của khách thôi. Rồi còn phần cắt á, thì mình dùng keo để mình cắt trên tóc của khách. Thì khi cái keo nó đi theo ngọn lửa thì đi theo đường thẳng á, thì mình sẽ dễ điều khiển hơn. Cũng có nhiều lần là khi mình không xử lý được ngọn lửa thì mình cắt phỏng tay. Thì cái trường hợp đó mình gặp hoài thì cũng có nhiều người từ chối, cũng có nhiều người không dám thử. Tại vì cái này là nó liên quan tới lửa nên nhiều người cũng sợ. Thì anh khuyến khích anh mình tạo cái niềm tin cho người khách á, nên khi mà khách đồng ý thì mình mới dám thực hiện. Sau nhiều năm cắt tóc cho khách hàng bằng lửa, đến nay tiệm cắt tóc của anh Dầu đã thu hút rất nhiều khách hàng, đa số là bạn trẻ, có cả nam và nữ. Lúc đầu khách đến cắt tóc là do tò mò, hiếu kỳ và muốn trải nghiệm cảm giác lạ. Nhiều bạn cho biết cắt được một lần lại muốn đến lần thứ hai vì cảm thấy cắt tóc bằng lửa đẹp hơn cắt tóc truyền thống. Lúc đầu cảm giác nghe sợ lắm chị, lúc mà phun lửa ra nghe run lắm, nhưng mà lúc cắt xong thấy bình thường. Cảm giác nó lạ lắm, cảm giác sợ, vừa sợ mà vừa vui nữa. Nếu mà hớt tóc bằng lửa là nó có cái độ phồng hơn hớt bằng kéo vậy. Nó gần sống hơn, nó dễ tạo kiểu hơn. Hồi đó em nghe bạn em nói ngoài này có hay cắt tóc bằng lửa nên em ra. Và từ năm 2018 tới giờ chị. Kiểu lúc lửa nó lên thì em nghe tiếng cái cạch đó, cái tim em chị muốn rớt ra ngoài luôn, sợ cháy tóc vô chồng nó xong. Thì em cảm thấy cái thành quả của mình nhận được nó xứng đáng lắm chị. Nó phồng, nó bồng bềnh, nhìn nó đẹp hơn hớt tóc kéo. Ngoài cắt tóc bằng lửa, anh Dầu vẫn thường xuyên cắt tóc truyền thống. Anh chỉ cắt tóc bằng lửa khi hứng thú hoặc khách hàng yêu cầu. Anh cho biết cắt tóc bằng lửa khó hơn cắt tóc bình thường và cũng sẽ tốn nhiều thời gian hơn vì người thợ phải chăm chút tỉ mỉ. Nhưng đổi lại, cắt tóc bằng lửa giúp loại bỏ đi những phần tóc xơ, chẻ ngọn. Tóc cũng sẽ phồng tự nhiên, dễ vuốt nếp tạo kiểu hơn. Bình thường nếu mà mình cắt bằng kéo thì một cái đầu mình cắt khoảng là 10 phút. Còn khi mình cắt bằng lửa thì cái thời gian nó sẽ lâu hơn, khoảng 30 phút. Tại vì cái ngọn lửa sẽ khó điều khiển hơn là kéo. Quy trình của hớt tóc bằng lửa là nó sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất là mình đi khung, phần thứ hai là mình cắt, phần thứ ba là mình tỉa. Thì cái phần cắt ấy, thì mình dùng một quẹt mình đi cái khung trước để cho nó đều phần tóc đó.
xong cái phần thứ hai là phần cắt. Thì khi mình dùng cái keo để mình cắt á, thì cái keo nó đi theo cái ngọn lửa theo cái đường thẳng á, thì khi mình cắt mình sẽ dễ điều khiển hơn. Mình dùng hai ngón tay, khi mình kẹp cái ngọn tóc lại thì khi mình cái ngọn lửa nó đi, mình đi theo đường mong muốn mình, thì mình điều khiển theo hai ngón tay. Bình thường thì anh cắt bằng kéo anh lấy khoảng 60, và nếu mà anh cắt bằng lửa anh lấy khoảng tầm từ 80-90 ngàn. Lần đầu tiên mình cắt, mình khi mình áp dụng khách thì mình cảm thấy feel và nó hay, thì nó giống như là cái gì đó tạo cảm hứng cho mình, cái niềm đam mê của mình để mình phát triển cái nghề của mình. Anh Giàu cho biết trong tương lai anh vẫn sẽ tiếp tục học hỏi, trau dồi kinh nghiệm để tay nghề cắt tóc bằng lửa được thuần thục hơn nữa. Ngoài ra anh cũng đầu tư hiện đại hóa những đồ nghề chuyên dụng để cắt thêm nhiều kiểu tóc độc lạ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách hàng, và anh sẽ nhân rộng mô hình cắt tóc bằng lửa này trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pluavongpháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.